Nó đầu đất nó thể hiện rõ là nó là đầu đất. Quan Văn Trường thì địt mẹ đã ngu nhưng mà tỏ ra mình nguy hiểm. Đéo nói năng gì, chưa? Cứ vẻ âm thầm nó có vẻ là địt mẹ mãnh hổ tướng lắm, chưa? Âm thầm. Nhưng mà địt mẹ đúng là địt mẹ cầm hay ngóng mọi người nói thì địt mẹ nó ngu nhưng mà tỏ ra rất là nguy hiểm luôn. Trông có vẻ ít nói, đéo thua. Cái hay nhất đấy nó nằm ở cái chỗ này này, nó nằm ở cái chỗ gọi là địt mẹ IA cờ Quan Vũ về nhà là theo quân lệnh trạng mà địt mẹ ông Quan Vũ này có hai mặt, tao thật. Lãng tăng cứ bổ là Quan Vũ là uy tín nhưng mà đéo thua. Chính ra nhá, cái đợt này mà ra tha cho Tào Tháo thì sao? Thì Quan Vũ lập quân đại trạng. Thế thì Quan Vũ mới bảo là thế bây giờ nếu như mà Tào Tháo nó không đi qua Hoa Dung thì sao? Cái chỗ cái đường Hoa Dung mà ngay gần đường Trần Dương ấy, chưa? Hoa Dung Trần Dương nó là Hoa Dung ngày xưa ấy. Thế thì về sau là đi bắt cả các lực lượng lập quân đại trạng này. Thế là về thì quay à, bố Quan Vũ bố chơi quả kèo là bố ấy bổ là thôi thế thì sai quân lệnh trạng thì là em chết đi em chết thì mỗi ông Trương Phi giờ ông Trương Phi ông ngu ba bố Trương Phi này Lưu Bị này với Quan Vũ này là ba bố ngồi đập đá ở dưới vườn đào ấy ở chỗ cái chỗ mà cái vườn mà vườn cái đợt mà cứ Tết đến là người ta bán đào đấy nó gọi là chỗ gì vậy ba bố bán đào dạo chứ xong bắt đầu là thì có đào ngồi trên đá nhau trông đào chứ thế bố gọi là kết nghĩa thế nó thành là kết nghĩa vườn đào chứ thế là cái vụ là ba bố với nhau là bố là thế bây giờ nếu như mà Quan Vũ mà nó chết thì là đã là anh em đồng sinh đồng tử thì là Trương Phi cũng chết mà Lưu Bị cũng chết thế thì mẹ thế thì chưa rồi thế thì chết một à Nhật Tân đúng rồi kết nghĩa ở vườn đào Nhật Tân đợt đấy bán đào trông đào với nhau thế thì quay ra bây giờ bảo như thế thì mẹ thế thì có cái gì nữa nhỉ? Thế bây giờ ba thằng chết thế thì hết rồi, thế hết phim à? Thì là không chơi quả kèo khó nhỉ? Chơi quả bôi nhọ lịch sử rồi. Cái đi mấy ác là nghiệp vũ bây giờ mày ngu ở lịch sử Trung Quốc với lịch sử Việt Nam mình như thầy rất ngu nhá đi mẹ đến Việt Nam với Trung Quốc mày không phân biệt nhau. Đi mẹ nếu có chiến tranh ra còn phải chém chúng nó chứ hết chứ đừng nói những chuyện là bôi nhọ. Mẹ ngày đấy đất nước ta là Bách Việt nhá. Đất nước ta là ở cái chỗ mà cái vụ mà thằng Gia Cát Lượng 7 lần bắt xong lại 7 lần thả cho cái bố nào nhỉ? Cho cái bố nào mà bây giờ bố bán gà nhỉ? Thằng cha nào nhỉ? Thằng cha nào mà bây giờ là bán gà là ở dọc đường năm này nó gọi là thằng cha nào nhỉ? Mạnh Hoạch. Mạnh Hoạch đúng rồi. Đấy, đi mẹ 7 lần bắt và 7 lần thả Mạnh Hoạch. Hiểu chưa? Mẹ sẽ biết cái con cặc lịch sử. Thế là Quan Vũ bảo là thôi thế thì em thật sự là lúc ấy là em tối hôm trước là em có chơi tí hồng chưa thế là ăn quả kèo Tào Tháo nó ăn quả kèo tình cảm quá đi mẹ Tào Tháo nó đi qua đấy về sau nó ăn quả kèo tình cảm quá nên là em cái gì chưa mẹ anh mình cơ điện con thằng bôi đang gì điện thế là đừng nói phép nữa. Cái mẹ đang nói về cái điển tích lịch sử hay như thế thằng kia nó lại bảo nhớ vét thế là Quan Vũ mới tha Tào Tháo thế Quan Vũ về chưa thì trình bày với Gia Cát Lượng với Lưu Bị chưa với thằng có một thằng của Chu Du nữa thằng ấy là thằng Từ Thứ hay thằng nào nhỉ thằng quân sư của Chu Du thằng nào nhỉ hả Sơn Tít nhà Tích Vã Lờ ba anh em làm ngộ ba người thế thì thế mà đồ nó được sang đá đi mẹ bến xe Xích Bích đây cái vụ ở bến xe Xích Bích đây bến xe Xích Bích bây giờ nó cải tên thành bến xe của tao đấy mày biết làm sao được mẹ. Thế là bắt đầu là Lỗ Túc đúng rồi quả kiểu ba bố Lưu Bị là một với Gia Cát Lượng là hai với Lỗ Túc là ba bố đang ngồi đi mẹ mày bú đá ở nhà chưa thế là giờ thằng Quan Vũ nó về nó bảo là anh à hôm qua em phê đồ quá chưa em chưa có vịt kẹo với đường ke thế về sau là Tào Tháo nó đi qua thì nó ăn quả kèo tình cảm thế là em tha con mẹ rồi chưa? Thế là đi chưa thế Gia Cát bảo là chém thế là địt mẹ Trương Phi
Trương Phi đang ngồi chầu gì ở ngoài kia, đang ngồi nghĩ là phục vụ ba đại ca ngồi chơi. Thế Trương Phi đã cay thằng Gia Cát sẵn rồi, bởi vì thằng Gia Cát với Trương Phi nó không hợp pha, nhớ đi ngồi chơi với nhau nó không ngồi được với nhau mà. Thế Trương Phi không được chém anh tao. Thế là ông Cảnh Quan Lưu Bị cũng nhảy xuống ngồi, thôi ba anh em đồng sinh cộng tử. Đây là cái đoạn này mới là cái đoạn hay này. Ba anh em đồng sinh cộng tử, kết nghĩa vượt đào sau khi đập đá. Thế mà về sau thằng nào chết đầu tiên? À, ok Nguyễn Đức Hiếu chưa? Địt vẽ thằng Nguyễn Đức kia, mày Nguyễn ý. Ninh Quan quá hay à? Thế lại về tao hỏi mày này, ba anh em ấy thằng nào chết đầu tiên? Hả? À, con dạng này Nguyễn Thuyên. Bây giờ tối đến thì Nguyễn Thuyên cho nó vui, đang chờ cái kèo tài và xỉu, biết chưa? Ba đang chờ kèo tài xỉu để tí kéo tài và xỉu. Mới được tài xỉu mới được có mấy triệu rồi à? Duy à, chúng nó góp tài được bao nhiêu rồi? Bao được 2M bảo anh để anh kéo cho. Ba anh em ấy thằng nào chết đầu tiên? Quan Vũ chết đầu tiên, đến thằng nào đấy? Đi mẹ à, mày cứ bảo này, khi mà thời kỳ ấy mà đào nó ế, các ông hiểu không? Đào nó ế nhá, thì các bố đang còn ngồi bán đào với nhau, đang gọi là địt mẹo, đang thời điểm ấy đó là thời điểm loạn lạc mà, đang ngày đấy bán đào ở Nhật Tân nha. Thì khi bình yên ấy, người ta lại thường quên những lời thề trong giông bão. Chính địt mẹ mày trong thời xa xưa nhá, thằng Trương Phi nhá với thằng Ất Lưu Bị nhá, nó đã có nạn rồi. Ba anh em ngồi kết nghĩa với nhau xong, đồng sinh cộng tử, địt con mẹ đấy. Đợt Quan Vũ nó chết bị thằng đệ của chú Du nó phang là thằng nào nhỉ? Đàn em của chú Du ngày ấy là thằng nào cầm quẫy nhỉ? Quẫy chú Du là quẫy chú Du với nó chết là thằng nào đứng lên cầm quẫy nhỉ? Lữ Bông đúng không? Lữ Bông nhá, nó mười lừa nhá. Nó phang cho thằng Quan Vũ chết. Quan Vũ tự tử chết. Thế đâu? Địt mẹ và ông Trương Phi thì đang đá phò ở bên gọi là Thiên Nôi nhá. Còn Lưu Bị thì lúc đấy là đang đọc cuốn năm. Có chết rồi đâu, thề là cùng sinh cùng tử với nhau, nhưng về sau có chết không hay là đi mẹ mày, thằng nữ mông nó phang chết Quan Vũ ấy thì cũng thôi, đây hòa kèo cả làng. Có ông nào chết lớn rồi? Hai ông Trương Phi thì điện vào Trương Phi thì đang đã bỏ à, thế thì sao đồng sinh cộng tử với nhau hả? À, đấy khi bình yên nhá, lúc mà chưa có giang sơn, lúc mà đào nó ế, ba ông ngồi bán đào với nhau. Địt mẹ thì là thề lon hẹn biển, ba anh em ta đồng sinh cộng tử với nhau. Nếu một người chết là ba người chết. Đến khi có sang sơn xã tắc rồi, đến khi đào giá nó lên rồi, thì ông thì đang làm dịch vụ, Lưu Bị đã làm dịch vụ phải chưa? Ông làm vua rồi. Ông thì Trương Phi thì địt mẹ mới đang đá phò, cũng cầm đầu một quẫy rồi, cũng tách quẫy chia muối rồi. Thế là cộng tử cái gì? Địt mẹ đấy, kết nghĩa đấy. Ngày đấy nhá, mà các bạn đã như thế rồi thì làm sao mà đỡ được ông ơi. Về phần Lưu Bị phục Hán là tâm nguyện, tâm cái con cặc địt mẹ mà lấy giang sơn xã tắc hết. Lưu Bị đâm vào Thục Xuyên, đâm vào xuyên Thục nhá. Trương Phi đang đá phò, Trương Phi bạn ấy rượu vào thì bắt đầu là bạn ấy chơi tí đứa rồi chứ. Anh diễn hơi sâu, diễn cái địt mẹ nhà em, nhưng mà anh phải diễn làm cái gì? Diễn cái thằng bố nhà mày, bây giờ mày cứ vui thì mày lại diễn à? Địt mẹ Lưu Bị dẫn 70 vạn quân vào tránh nắng đâu. Lưu Bị đợt đấy là đi phang con lợn nào nhỉ, xong bắt đầu là vã qua chưa, dạt vào rìa đường rồi, dạt vào nhà nghỉ là vã quá, dạt vào chưa tạm thì lanh quanh nào đốt mẹ nhà nghỉ, là Lưu Bị chết hết quân đấy. Đúng là Lưu Bị nhá với Trương Phi nhá, nếu mà đã là thề đồng sinh đồng tử đúng không, thế sao Quan Vũ chết không có chết đâu? Địt mẹ toàn mõm hết. Một ông thì giết nợ, với một ông thì giật chiếu, với một ông thì bán đào. Ba ông thì mẹ mình gọi là ngồi trong đào với nhau ở vườn đào, gọi là túi năm, túi ba với gì kìa, mõm. Còn Quan Vũ nha, nếu như ấy, bà bảo Quan Vũ có tình có nghĩa. Nếu như có tình nghĩa thì phải tình nghĩa với người anh em của mình, với thằng Lưu Bị, với Gia Cát thì mới là tình nghĩa. Ngày đấy nha, nếu mà Quan Vũ nha mà chém Tào Tháo ấy, thì có khi là Lưu Bị là giờ là ông Cảnh Quan rồi. Giờ mẹ một mình toàn bộ cái chuỗi nhà nghỉ và dịch vụ là Lưu Bị nào nó quản lý rồi đúng không? Ê, ra mẹ vơ vẩn đấy, cái quả kèo mà ta mổ nghiện đấy.
nói chung là toàn mõm hết thôi. Cuốn nói cái thằng Tổ, cái thằng Quang Trần này đi mạnh à, mà nó ngu thì không hiểu cái gì. Nhưng mà từ ngày đấy nhá,